Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng Mắt Kiến Tế Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong cái chồng chống chói tia xanh ha. Vào cái gọng Gentle Monster SDA. Mọi người thấy được ha. Đây, để cho mọi người xem. Cái này là của SDA ha. Mọi người coi những cái bát chồng ha, rất là đẹp. Rất là chắc chắn nha mọi người. Nhưng quay cận cảnh để cho mọi người xem được cái sản phẩm của bên Liêm làm ra nha. Đây. Ráp cái chồng cận chống tia xanh này để cho mọi người coi được cái chống tia xanh thấy không? Đấy thì cái sản phẩm bên Liêm của Gentle Monster SDA thì nó có nhiều dòng ha, có dòng của Kubo, Luto, Sausai và YY2, Bilan thì bên Liêm đều có hàng. Mọi người có thể tham khảo những cái mặt hàng đó thông qua cái số Zalo 0938181086 để trên màn hình á, hoặc là website bên Liêm. Mọi người có thể tham khảo những cái mẫu kính đó rất là thông dụng, và mình có thể ráp những cái chồng cận hoặc là chồng cận màu hoặc là chồng đổi màu rất là thời thượng, để cho mình có thể tự tin thể hiện cái bản thân cá tính thông qua những cái sản phẩm mình sở hữu trên khuôn mặt ha. Đây, rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.